ứng dụng công nghệ trong quản lý nhà thuốc, công nghệ đóng cái vai trò rất là quan trọng trong cái việc nâng cao hiệu quả hoạt động và cung cấp dịch vụ chất lượng trong ngành dược phẩm. Hãy cùng chúng tôi khám phá các cái ứng dụng công nghệ hữu ích này trong quản lý nhà thuốc. Cái việc mà theo dõi hàng tồn kho là một trong những cái nhiệm vụ rất là quan trọng, nhưng mà đôi khi nó rất là phức tạp. Ứng dụng công nghệ đã giúp giải quyết vấn đề này bằng cách là mình cung cấp các cái phần mềm quản lý nhà thuốc tiện ích thông qua việc quét mã vạch của sản phẩm. Nhân viên nhà thuốc có thể dễ dàng cập nhật với lại cái số lượng hàng tồn kho và tự động đưa ra cái đề xuất đặt hàng mới và khi mà hàng cần thiết. Một cái ứng dụng khác của công nghệ trong quản lý nhà thuốc là hệ thống quản lý thông tin khách hàng. Nhờ vào các cái phần mềm và hệ thống cơ sở dữ liệu, nhân viên nhà thuốc có thể lưu trữ và quản lý cái thông tin cá nhân của khách hàng, lịch sử mua hàng, thông tin và bảo hiểm y tế. Và các cái loại thuốc khi mà khách hàng họ đến họ mua thì sẽ lưu lại những cái lịch sử họ đã từng mua thuốc ở nhà thuốc. Điều này giúp tăng cường được cái sự chăm sóc cá nhân và cung cấp được các cái dịch vụ tốt hơn cho khách hàng. Ứng dụng công nghệ cũng giúp gia tăng việc tư vấn và thông tin cho khách hàng thông qua các ứng dụng di động hoặc là máy tính. Nhân viên nhà thuốc có thể là tìm kiếm các cái thông tin về thuốc, tương tác thuốc và cái tác dụng phụ, liều lượng. Điều này đảm bảo rằng khách hàng nhận được những cái thông tin chính xác và đáng tin cậy về thuốc mà họ đang sử dụng hoặc là họ đang quan tâm. Ngoài ra thì ứng dụng công nghệ trong quản lý nhà thuốc còn cung cấp tính năng quản lý hóa đơn này và thanh toán hiệu quả. Thay vì sử dụng hóa đơn giấy truyền thống, nhân viên nhà thuốc có thể là sử dụng được phần mềm thích hợp để mà tạo ra được cái hóa đơn điện tử và gửi cho khách hàng qua email hoặc là qua tính năng điện thoại. Điều này giúp tiết kiệm một thời gian và tạo được cái sự thuận tiện cho cá nhân và khách hàng. Không chỉ hỗ trợ quản lý nội bộ, công nghệ còn giúp kết nối nhà thuốc với lại các cơ quan y tế và cái hệ thống chăm sóc sức khỏe khác thông qua các cái giao thức liên kết và chia sẻ dữ liệu. Nhà thuốc có thể liên kết với lại hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về thuốc, hệ thống bảo hiểm y tế và hệ thống thông tin y tế. Điều này cũng giúp đảm bảo được sự chính xác và vẹn toàn thông tin. Đồng thời thì tạo được cái điều kiện cho cái việc mà mình giao dịch và thanh toán thuận lợi với lại các bên liên quan. Cuối cùng, cái ứng dụng công nghệ trong quản lý nhà thuốc cung cấp sự linh hoạt và tiện lợi. Nhân viên nhà thuốc có thể là truy cập và quản lý thông tin từ mọi nơi thông qua các ứng dụng di động. Điều này đồng nghĩa với việc họ có thể theo dõi và điều chỉnh hàng tồn kho, quản lý thông tin khách hàng và tiếp cận dữ liệu trong ngay cả khi không có mặt tại nhà thuốc. Ví dụ như các cơ sở của tôi, có những cơ sở ở dưới huyện mà các bạn muốn chuyển kho thì các bạn ở nơi nào các bạn ấy cũng có thể chuyển kho được. Như vậy, công nghệ đóng vai trò vô cùng là quan trọng trong cái việc quản lý nhà thuốc hiện đại. Từ việc theo dõi hàng tồn kho, quản lý thông tin khách hàng, tư vấn thuốc cho đến quản lý hóa đơn và kết nối với lại các hệ thống y tế, ứng dụng công nghệ mang lại rất là nhiều lợi ích cho nhà thuốc và khách hàng. Đối với nhà thuốc thì khi mà mình sử dụng công nghệ trong cái quản lý thì tăng cường hiệu quả hoạt động, giảm đi những cái thiếu sót và tiết kiệm thời gian. Việc mà tự động hóa quy trình quản lý hàng tồn kho giúp đảm bảo luôn có đầy đủ được những cái số lượng thuốc cần thiết và tránh cái tình trạng bị thiếu hàng. Thông qua hệ thống quản lý thông tin của khách hàng, nhà thuốc có thể tạo ra những cái chương trình khuyến mại, gửi thông tin báo về các cái sản phẩm mới và cung cấp dịch vụ tư vấn hàng hóa. Điều này giúp xây dựng mối quan hệ tốt hơn với khách hàng và tăng cường được cái sự hài lòng, cái sự trung thành của họ. Đối với khách hàng, sử dụng ứng dụng công nghệ trong quản lý nhà thuốc mang lại sự tiện lợi và đáng tin cậy. Khách hàng có thể dễ dàng tra cứu thông tin về thuốc, tìm hiểu về tác dụng và liều dùng, kiểm tra tương tác thuốc trên các ứng dụng di động hoặc là trên cái trang web của nhà thuốc. Điều này giúp khách hàng tự tin hơn khi mà mình sử dụng thuốc và
có được cái sự hiểu biết rõ ràng về sản phẩm y tế mà họ đang sử dụng. Ngoài ra, cái việc nhận hóa đơn điện tử và cái việc mà mình thanh toán trực tuyến tiết kiệm thời gian và giảm bớt công việc giấy tờ cho khách hàng. Trên hết, ứng dụng công nghệ trong quản lý nhà thuốc đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp dịch vụ chất lượng và an toàn cho khách hàng. Việc sử dụng hệ thống quản lý dữ liệu cho phép nhà thuốc theo dõi và báo cáo tình trạng sử dụng thuốc, tác dụng phụ và phản ứng bất lợi. Điều này giúp cải thiện quy trình giám sát, theo dõi tác dụng của thuốc, đồng thời tạo điều kiện cho cái việc mà nghiên cứu y học và phân tích dữ liệu để đưa ra các cái giải pháp y tế tốt. Ứng dụng công nghệ trong quản lý nhà thuốc còn đóng vai trò trong cái việc mà nâng cao chất lượng dịch vụ y tế. Nhờ vào cái việc hệ thống quản lý thông tin khách hàng, nhà thuốc có thể ghi chú theo dõi các cái thông tin quan trọng về sức khỏe, về bệnh lý và lịch trình điều trị của khách hàng. Điều này sẽ giúp cho nhà thuốc cung cấp dịch vụ tư vấn cá nhân hóa, đồng thời tạo ra cảnh báo nhắc nhở cho khách hàng về việc uống thuốc đúng lịch trình và đảm bảo tuân thủ đúng liều. Điều này có thể giúp khách hàng cải thiện quản lý sức khỏe của mình, tăng cường hiệu quả liệu pháp y tế. Ngoài ra, ứng dụng công nghệ còn mở ra những cái tiềm năng và những cái cơ hội mới cho lĩnh vực quản lý nhà thuốc với cái sự phát triển của trí tuệ nhân tạo và học máy. Có thể xây dựng các cái hệ thống thông minh để dự đoán nhu cầu thuốc, phân tích dữ liệu khách hàng và đưa ra các cái khuyến nghị về sản phẩm. Điều này giúp cho nhà thuốc đưa ra các cái quyết định mà mình kinh doanh thông minh, tối ưu hóa quy trình và tăng cường lợi nhuận. Cuối cùng, ứng dụng công nghệ quản lý nhà thuốc cũng đóng cái vai trò quan trọng trong cái việc mà tạo môi trường làm việc hiệu quả và tiên tiến. Việc sử dụng hệ thống quản lý dữ liệu và tự động hóa quy trình giảm bớt được những công việc thủ công và lỗi sai. Ngoài ra, nhân viên nhà thuốc có thể được đào tạo để mà sử dụng cái công cụ và cái phần mềm mới nhất, từ đó sẽ nâng cao được cái năng lực và hiệu suất làm việc. Tôi vừa chia sẻ cho các bạn về ứng dụng công nghệ trong quản lý nhà thuốc. Hãy cho tôi một nút like, một nút đăng ký và bật thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ cái video nào tiếp theo của tôi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo của tôi.